Tăng cường công tác quản lý và phát triển thủy sản trên địa bàn, thời gian qua, thành phố Cẩm Phả đã tập trung triển khai công tác di dời, xử lý những cơ sở nuôi trồng thủy sản không phép trên địa bàn theo chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay trong tổng số 77 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển không phép, thành phố Cẩm Phả đã tháo dỡ di dời 65 hộ, trả lại mặt biển thông thoáng, đảm bảo giao thông đường thủy nội địa. Phản ánh tại phường Quang Hạch. Theo thống kê, trên diện tích mặt nước biển do phường Quang Hạch quản lý, sau khi rà soát, có 18 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn. Thực hiện chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã tích cực tuyên truyền và yêu cầu các hộ vi phạm chủ động tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản đang nuôi trồng trên vùng nước thuộc phạm vi quản lý. Tổng thể là có khoảng 200 bè thì nó nuôi đang trên địa phận phường Quang Hạch, nhưng mà thực sự là cái này nó cũng không có trong diện quy hoạch, thì cũng được nghe chủ trương của thành phố mẹ của phường thông báo, thì là bắt đầu từ hôm qua gia đình tôi cũng đã chủ động thuê phương tiện với lại nhân công để tự nguyện di dời tầm khoảng 7-10 ngày thì chúng tôi sẽ trả lại mặt biển cho thành phố. Đến thời điểm này, trên địa bàn phường Quang Hạch đã có 12 trên 18 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép ngoài quy hoạch đã chủ động tháo dỡ và di chuyển bè nuôi ra khỏi vùng nước biển do địa phương quản lý. Đối với 6 hộ còn lại, cũng đã cam kết với chính quyền địa phương chủ động di dời theo quy định. Do lúc con hàu nó béo, lúc nó không... Kia là tôi có 50 bè tre nuôi miễn thể hàu. Thì hơn chục bè này tôi sẽ cam kết là đến thứ 6 tuần sau là chúng tôi sẽ giải quyết hơn chục bè ở cái chỗ này là hết để trả lại mặt nước cho thành phố. Đấy. Còn bà con chúng tôi cũng mong muốn làm sao mà thành phố và tỉnh cố gắng tạo điều kiện cho bà con coi như là ai còn để cho người ta thu dần. Chứ bây giờ muốn bán cũng chẳng bán được, mà chúng tôi cũng rất là khó khăn, công ăn việc làm không có. Tất cả những trường hợp này chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và đã gửi toàn bộ hồ sơ về công an thành phố, viện kiểm sát, tòa án để xin ý kiến cũng như là báo cáo thành phố để xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ này. Tuy nhiên thì qua rà soát cũng như là làm việc với các hộ thì cơ bản 18 hộ này đều đồng thuận với cái chủ trương của tỉnh, của thành phố cũng như là của phường. Đến giờ phút này thì các hộ cũng đã triển khai thực hiện. Đấy, nhưng cũng chưa được là hết trách nhiệm. Do vậy chúng tôi vẫn tiếp tục là tuyên truyền cũng như là có các biện pháp trong cái tháng 3 này. Chúng tôi sẽ tiến hành là tháo dỡ di dời toàn bộ những cái trường hợp vi phạm trên vùng biển này. Cùng với phường Quang Hạch, hiện nay theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, 4 phường còn lại của thành phố Cẩm Phả có diện tích mặt biển đang quản lý gồm Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Bình và Cẩm Đông cũng đang tích cực triển khai giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép trên địa bàn. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện tháo dỡ di rời 65 trên 77 hộ, diện tích khoảng 140 ha với 880 bè mảng và trên 1.500 dây nuôi hàu. Với 12 hộ chưa thực hiện, sau ngày 31 tháng 3, thành phố Cẩm Phả sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.